À, anh Boy, có con rán kìa. Đừng sợ, anh sẽ bắt nó cho Bubu nhé. Rán có thể lây bệnh nên Bubu đừng sờ hay nghịch chúng nhé. Vâng ạ, anh bắt nó đi. Kính Cận ơi, cậu nhìn đàn kiến kia kìa, phải đến hàng chục con trong đấy. Sao chúng lại di chuyển theo một đường thẳng thế nhỉ? Tớ cũng không biết nữa bò à. Thôi, nhanh anh lên, không các bạn đang đợi ở sân hết rồi đó. Ok. Hộp bánh quy này ông bà vừa gửi lên cho Bo với Bubu đấy. Hai đứa ăn rồi nhớ cất cẩn thận vào nhé. Vâng, chúng con biết rồi ạ. Úi, sao hôm qua ăn bánh không hướng vào hả Bo? Vụn bánh rơi hết rồi kìa, kéo theo lũ kiến nữa. Con xin lỗi mẹ, tại hôm qua con với Bubu vừa ăn vừa xem TV nên không để ý. Mẹ để con dọn cho ạ. Thôi được rồi, lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé. Vâng ạ. Bo ơi, cậu đang làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế? Uầy, hôm nay Bo lại vẽ tranh cơ à? Mà sao lại vẽ đàn kiến thẳng hàng thế kia? Bông Ngô ơi, tớ thắc mắc tại sao kiến lại di chuyển thành hàng nhỉ? Tớ thấy mỗi đàn kiến có khoảng mấy chục con, đến trăm con. Tại sao chúng không di chuyển tự do mà lại đi theo đường thẳng vậy? Thế chắc là Bo chưa biết về cơ chế di chuyển của kiến rồi. Là sao cơ? Kiến sống trong các bầy đàn lớn và rất có tổ chức. Khi một con kiến tìm thấy thức ăn, nó nhặt một màu nhỏ của thức ăn và trong khi quay trở lại, nó để lại mùi hương hóa học gọi là pheromone dọc theo đường mòn. Từ từ đã, pheromone là gì vậy? Đó là từ chỉ những chất được sử dụng như tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài. Những chất này được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng và có thể tạo nên những dấu hiệu để giao tiếp đó. Mỗi bầy đàn có một bộ pheromone duy nhất. Dấu vết này giúp các loài kiến khác trong bầy đàn có thể theo mùi hương đó mà cậu một thức ăn. Ồ. Bây giờ, khi các pheromone này bay hơi dễ dàng, mọi con kiến khác mang thức ăn và trở về đều tổ, để lại các pheromone bổ sung để những con kiến khác đằng sau nó có thể theo dõi mùi và trở về tổ của chúng. Khi những con kiến đi theo mùi, chúng có xu hướng đi trên một đường thẳng. Đó là lý do tại sao cậu lại thấy kiến di chuyển thành một đường thẳng dài đó. Hay thật, bây giờ tôi mới biết. Thế mùi hương kia còn có để làm gì khác nữa không? Nhiều lúc, cậu còn có thể thấy những con kiến va đầu hoặc va chạm vào nhau khi đi. Chúng làm điều này để xác định đồng loại của chúng. Khi hai con kiến va vào nhau, chúng ngửi thấy mùi pheromone của nhau. Nếu pheromone không cùng thuộc bầy đàn đó, con kiến bên ngoài kia thậm chí có thể bị tấn công. Đúng là thế giới côn trùng rất nhiều điều thú vị nhỉ. Cảm ơn Bồng Ngô nhé.